Ngày 9 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoài Em 21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa và Nguyễn Chí Tâm 21 tuổi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp về tội cướp tài sản, hiếp dâm. Trước đó, Em quen qua mạng xã hội một cô gái 21 tuổi ngụ huyện Đức Hòa. Ngày 31 tháng 5, Em rủ cô gái này đi uống nước, sau đó đưa cô gái đến một con đường vắng trong khu công nghiệp tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Tâm đã có mặt sẵn ở đó, cùng tham gia vào khống chế, cướp của cô gái hai nhẫn vàng, một cặp bông tai và một chiếc lắc tay bằng vàng. Sau đó, cả hai tiếp tục hiếp dâm cô gái rồi bỏ trốn. Nhận thông tin trình báo của nạn nhân, cơ quan điều tra đã tiến hành xác định nghi phạm. Làm việc với cơ quan điều tra, Em và Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.